Quận 7 phát huy mọi nguồn lực từ nhân dân, trong đó có việc vận động người dân hiến đất mở hẻm, cầu trong hẻm. Theo đó, những tuyến hẻm, cầu trong hẻm vốn có bề mặt nhỏ, hẹp nay đã khoác lên mình tấm áo mới. Người dân đi lại thuận tiện hơn, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho quận. Ngày 22 tháng 3, có mặt tại hẻm 1205 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Hưng, quận 7, chúng tôi cảm nhận được sự vui mừng của bà con khi dự án mở rộng hẻm này được khánh thành. Tuyến hẻm 1205 vốn nhỏ hẹp, đi lại khó khăn nay đã được mở rộng hơn 5,5 m, khang trang và sạch đẹp. Anh Nguyễn Thế Cường ngụ hẻm 1205, phường Tân Hưng cho biết cầu, đường trong hẻm đã hoàn thiện, không còn ùn tắc giao thông như trước. Đặc biệt hơn, xe cứu thương, cứu hỏa đã có thể tiếp cận tới tận nhà người dân. Tôi rất vui vì môi trường sống đã khang trang, hiện đại hơn. Cũng trong ngày 22 tháng 3, tuyến hẻm 749 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận đã được tổ chức thông xe sau thời gian mở rộng. Từ tuyến hẻm chỉ rộng hơn 2 m, nay toàn bộ đã được nâng cấp lên 4,5 m. Ông Trần Đăng Mẫn ngụ hẻm 749, phường Phú Thuận cho biết, gia đình tôi đã nhiều lần hiến đất cho chính quyền địa phương để mở rộng hẻm. Cả gia đình đều nhất trí cao với mục tiêu cùng mang lại một không gian rộng rãi cho cộng đồng. Chúng tôi rất mừng vì từ nay xe rác, taxi, xe cứu thương đã có thể tiếp cận tới từng hộ gia đình. Hệ thống thoát nước được nâng cấp, tất cả đều khang trang, hiện đại. Sáng cùng ngày, quận ủy, ủy ban nhân dân quận 7 cũng đã làm lễ khởi công, xây dựng cầu tại hẻm 1041 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng. Cây cầu hiện hữu có chiều ngang rất nhỏ hẹp, người dân đi lại vô cùng khó khăn. Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, cho biết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 7 đã chủ động vận động mọi nguồn lực xã hội để triển khai thực hiện thi công và hoàn thành đầu tư mở rộng 3 cây cầu trên địa bàn quận, tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Từ đó, đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết việc lưu thông thuận lợi cho hơn 1.400 hộ dân trong khu vực. Đây cũng là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận 7, 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trước đó, chính quyền và nhân dân đã cùng hoàn thành nâng cấp, mở rộng 11 tuyến đường hẻm chính đạt bề rộng tối thiểu 4 mét. Các dự án đã đem lại sự thuận lợi về nhu cầu đi lại và các lợi ích thiết thực khác cho người dân trong khu vực. Đặc biệt, các dự án trên đã có sự góp sức của 175 hộ dân, tất cả đã hiến trên 2.200 m2 đất, ước giá trị đất trên 74 tỷ đồng. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 24 tỷ đồng, trong đó kinh phí vận động xã hội hóa khoảng 5 tỷ rưỡi. Bên cạnh đó, quận 7 cùng nhân dân đã đầu tư nâng cấp 22 tuyến hẻm theo hiện trạng, đảm bảo kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật, với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Nguồn vốn do người dân cùng đóng góp. Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, cho biết để có được kết quả nêu trên là sự quyết tâm, đồng thuận tham gia của cả hệ thống chính trị từ quận đến phường và nhân dân. Tất cả đều thực hiện với phương châm quận làm đường, cầu, phường làm hẻm, khu phố nâng cấp hẻm theo hiện trạng. Tất cả đều được triển khai, vận động người dân, để thấy được lợi ích chung của cộng đồng gắn liền với lợi ích của từng gia đình, từng cá nhân. Từ đó, người dân đồng thuận và cùng tham gia nâng cấp, mở rộng hẻm theo quy mô đã thống nhất. Qua công tác vận động tuyên truyền, chính quyền đã tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư trên các tuyến hẻm. Sự đồng thuận cũng như đóng góp kinh phí thực hiện của người dân chính là yếu tố then chốt dẫn đến sự thuận lợi và hiệu quả về đầu tư nâng cấp mở rộng hẻm, cầu trên địa bàn quận. Ông Thành cho biết dự kiến đến ngày 30 tháng 4, quận 7 sẽ hoàn thành thêm các tuyến hẻm khác nữa. Bên cạnh đó, quận cũng chú trọng đầu tư các công viên thể thao ngoài trời để phục vụ đời sống người dân được tốt hơn.